Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Tên 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 tên. Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với Squid Game, trò chơi con heo. Ủa cái gì sao? Ủa quên, trò chơi con mực chứ. Trò chơi con mực. Trò chơi con mực mà mình nghe thấy tiếng nhạc dạo là của ai là triệu phú ta? À quên, cái nhạc hồi nãy mình hát là nhạc của ai là triệu phú mà ta. Trời ơi, cái nhạc nào mới là nhạc nhạc của Squid Game ta? Cái nhạc nhìn nó hát sao dịch quên tiêu rồi. Đó, mấy chị nó giúp mình. Rồi, ok. Đúng rồi đó. Như các bạn đang thấy ở phía sau lưng bọn mình, đó chính là Squid Game, trò chơi con mực mấy bạn ơi. Tên. Và đã lâu lắm rồi Hello Team bọn mình chưa có làm video về trò chơi con mực cho các bạn xem. Các bạn còn nhớ lần trước Phong có một cái series trò chơi con mực mà Phong mới làm hình như có 2-3 tập vậy à, mà Phong đã kết thúc rồi, cho nên có nhiều bạn rất là buồn. Các bạn kêu là anh Phong ơi làm tiếp đi, sao tự nhiên dừng lại vậy anh? Đó, chính vì như vậy cho nên hôm nay Phong đã tiếp tục làm thêm một series nữa, chính là series trò chơi con mực nha các bạn nha. Và đây sẽ là mùa 1 nha các bạn. Đấy, nếu như các bạn muốn có mùa 2, mùa 3, mùa 4 thì các bạn hãy nhớ bình luận cho mình biết nha. Và trong mùa 1 lần này thì chúng ta sẽ có những người như sau. Đầu tiên, đó mấy bạn có thể thấy vừa rồi chính là đoạn giới thiệu về 5 thành viên của trò chơi Squid Game, trò chơi con mực phiên bản Minecraft. Đó, thì anh em đã thấy là lần này là chỉ có 5 người thôi. Nhưng mà nếu như những mấy bạn muốn những mùa sau là có full team luôn, bạn hãy nhớ bình luận và để là cho video này đạt lên được 10.000 like đi. Thì những mùa sau thì mình sẽ bắt đầu cho thêm nhiều người vào nữa nha các bạn nha. Đó, cho full team luôn nha các bạn. Ok, và không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trò chơi con mực thôi nào mấy bạn ơi. Và hãy đón xem liệu một trong 5 người này ai sẽ phải là người dừng lại ở trong cái tập 1 này nha các bạn nha. Các bạn hãy đoán thử xem liệu Sammy, Simmy, Phong Cận, Mr. Dịch hay là Mimi ai sẽ là người dừng lại đây. Hãy nhớ bình luận cho mình biết ngay lúc này luôn nha. À mà quên nữa bạn ơi, mỗi người chơi chúng ta sẽ có được một anh cameraman chạy theo để quay lại cuộc hành trình của chúng ta. Chúng ta sẽ chơi cái trận game như thế nào sẽ có anh cameraman đi theo nha các bạn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ dừng lại đây nè. Chúng ta lấy chúng ta mỗi người một cái vé trò chơi, một vé thôi nha. Và sau đó chúng ta sẽ bấm vào anh cameraman. Và chúng ta sẽ đưa vé cho anh cameraman nè. Đó là ngay tức anh cameraman sẽ đi theo mình và quay lại gọi là cuộc hành trình của mình các bạn ơi. Đó bạn thấy không? Đó. Quá là xịn sò con bò cười luôn. Ủa, rồi, ok. Rồi, ủa, vậy là mình tôi vậy? Tôi có anh cameraman rồi đó. Rồi, ok bạn ơi, thì bây giờ Hello Team bọn mình ai cũng đã có một anh cameraman để đi theo để quay lại cuộc hành trình rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nha. Mọi người đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng rồi đúng không? Rồi ok, bây giờ bọn mình sẽ chia ra mỗi người một phòng nha. Ok, chia ra nào. Ok, ú la la. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi làm nhiệm vụ thôi mọi người ơi. Và bây giờ mình sẽ cùng đến với cả những cái địa điểm có nhiệm vụ nha. Ở trên này thì mình đang có hai địa điểm, 1 này, 2 này. Và một địa điểm nữa là địa điểm thứ 3. Đấy là chúng ta sẽ làm nhiệm vụ ở khu chợ này, sân bóng này và ngân hàng. Thì bây giờ mình sẽ đến địa điểm gần đây nhất nha mọi người, là chúng ta sẽ đến khu vực sân bóng trước. Bắt đầu trận đấu rồi. Ok, bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu trò chơi với mọi người. Rồi bây giờ anh quản trò gì đây? Tìm xe và đi đến sân bóng. Sân bóng là ở đâu ta? Ủa? Sân bóng ở đây đúng không? À, chấm hồng. Ok, đi kiếm xe. Đây có xe máy nha mọi người. Simmy Racing. Rồi mấy bạn ơi, thì chúng ta sẽ lại gần đây nè. Và chúng ta sẽ bấm vào anh quản trò để biết được nhiệm vụ tiếp theo chúng ta sẽ phải làm gì nha các bạn nha. Tìm xe và đi đến sân bóng. Ok, sân bóng đúng không? Thì bây giờ mình sẽ phải tìm cái xe. Có một chiếc Lamborghini ở bên kia bạn ơi. Mình sẽ qua đó để lấy chiếc xe Lamborghini nha. Tìm xe và đi đến sân bóng. Sân bóng là chỗ nào? Đây. Ui, có đường tắt. Ai mà đi hướng này, đường này. Đó, đến sân bóng bên này nè. Ủa sao có nhiều tơ nhện nhở? Được. Ủa, đây đi được nè. Đây, sân bóng sau đây nè. Tìm xe, bây giờ mình phải tìm xe. Để lên. Ôi, xe kìa. Ui, cái đó Phong lái mất tiêu rồi. Lên. Ủa, cái này hình như cần phải có xăng anh ơi. Xăng đâu mình đi. Đây rồi, chiếc xe Lamborghini của tôi. Tôi sẽ lấy chiếc xe này, quá đẹp luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ lái chiếc xe đến sân bóng. Ôi chết, trời ơi. À, tôi biết rồi mọi người ơi. Cái này là mình cần phải game mod 1 thì mình mới lái xe được nha. Thì giờ mình sẽ chỉnh game mod 1 để mình lái xe nha các bạn. Rồi ok, mình lấy được chiếc mô tô nè. Bây giờ là mình sẽ lái đến rồi sân bóng. Ây da, cái xe này của tôi nó bị cái gì vậy? Ôi đâu, nó kẹt vào tường đấy bạn ơi. Cái xe quỷ này. Trời. À không, sao, bên kia vẫn còn một chiếc xe, bên kia vẫn còn một chiếc xe. Để mình qua kia lấy chiếc xe kia. Khổ quá, cái xe này nó lái nó chậm, nó bị gì các bạn ơi. Ok, quẹo nè. Rồi đi thôi. Ok, đây là bên sân bóng đúng không? Không biết là bên sân bóng này chúng ta sẽ có nhiệm vụ đi lại lên cameraman này làm ăn chậm với trừ lương bây giờ. Ok anh em, qua bên này con. Lẹ nào anh em ơi. Đó, đây đi được tắt. Ui, gì tính chất đầu tiên hả?
Ủa sao thanh niên lái được xe vậy? Ủa là trời. Thôi vậy sao thì cũng là động cơ mà đúng không? Nên thôi mà đi bộ kem caramel hãy quay cả không cảm cực khổ của em mà em chạy tới sân bóng mà. Đấy nha. Đó, mình phải tới trước mọi người, mình không thể để mình thua được. Đó, hình như ủa gì vậy, sao mọi người có đây hết rồi? Sân bóng à đây hình như là sân bóng phía này. Ok chạy vào đây. Ôi thắng lại. Ok rồi đi vô sân bóng. Trời ơi, Simmy quyết định là đi bộ luôn bạn ơi. Simmy chơi lớn luôn. Ok, nhiệm vụ tiếp theo chúng ta dùng cung tên bắn rơi một thẻ trò chơi và sau đó hãy đến ngân hàng. Ok, có cung tên không? Ủa cung tên đâu? Gì vậy? Ôi đây có cung tên rồi. Yeah, có tôi lấy được cung tên rồi. Ok, bây giờ là mình sẽ bắn rơi một cái thẻ trò chơi đúng không? Ok, bắn vào đây nè. Ôi. Ui, à được rồi. Yes. Ủa sao không thấy nhờ? Cái vé này không ta? Vé mình vừa rớt nè. Đúng không? Ok, bắn rơi một thẻ trò chơi sau đến ngân hàng đúng không? Ui, cao vãi chuối. Ui. Ui một phát trúng rồi kìa. Ôi chúng ơi, rơi thẻ trò chơi, rơi. Ui, mình có ok, mình có một vé trò chơi nè. Ok, đoán vẫn được một thẻ trò chơi nè. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với địa phận là ngân hàng. Ủa, lại cao quá. Ôi, ủa sao trong này không có. Ôi, cái này có phải vé không? Vé trò chơi. Ôi, mình có rồi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến ngân hàng. Ngân hàng hình như là hướng này, đi hướng này thì phải. Hình như là bên này. Cái xe này khó chạy quá bạn ơi, nó chạy tung không à. À đây ngân hàng đây rồi, thấy ngân hàng đây rồi. Ngân hàng hơi xa mà sẽ chạy từ đây mình dập xuống kia luôn á. Ngân hàng tới nơi. Ủa, thấy người đó. Hello xin. Hello. Ủa gì đó, ngân hàng đây hả? Đến ngân hàng nó xa vãi chuối, bây giờ mình làm sao mình đến được ngân hàng ta? Ui, Phong ơi xe này. Ui, từ. Ok thôi rồi, mình lết bộ đến chỗ ngân hàng rồi, mình đến rồi nè. Đến ngân hàng rồi. Ui, trong kia có người. Ui, ở đây có bảo vệ này anh em ơi. Cái này là ngân hàng đúng không? Ok, tới ngân hàng rồi, giờ làm gì nữa? Chợ ngân hàng. Ui, ngân hàng xa đấy. Mình thấy sim ra kìa. Trời ơi, mọi người đang làm gì vậy? Mọi người đi nhanh quá vậy. Ở đây nè. Ở đây nè, đúng rồi, ở đây là anh ấy nè, nhưng mà bây giờ mình phải tìm anh đó. Mình phải tìm anh quản trò đâu? Để vô ngân hàng. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ vô ngân hàng. Ủa, rồi vô ngân hàng là làm gì nữa ta? Anh quản trò nè. Đổi lấy kim cương và hãy đến chợ để mua các món ăn sau. Gà quay, trái cây, sữa và bánh kem. À ok, là mình bấm vào đây để mình đổi hả? À, đây. Đổi được 10 kim cương. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cầm 10 kim cương này và mình sẽ lái xe đi đến chỗ chợ đúng không? Khu chợ là khu nào ta? Anh cameraman đuổi theo em nè anh ơi. Đuổi theo em nè. Trời ơi, mình lái xe trong ngầu quá bạn ơi. Ôi, trời ơi. À hello mẹ Simmy, tôi thấy mẹ Simmy bạn ơi. Ok, đi đến khu chợ đúng không? À đây ngân hàng này mọi người, ngân hàng đây, ngân hàng đây. Chính xác đây nó luôn á. Ngân hàng chỗ này con này ngân hàng. Rồi tôi làm gì đây, ngân hàng, trời ơi, ông dịch vừa mới xong luôn mọi người. Đổi thẻ lấy kim cương và hãy đến chợ mua các món. Đổi thẻ lấy kim cương, đổi thẻ đâu, đây hả? Hai thẻ, rồi ok, 20 kim cương, rồi đi chợ. Trời ơi, giờ đi ngược lại đường chợ này mọi người. Trong này, ôi mèo Simmy này, ôi chim mèo Simmy này. Ok, ấn vào anh quản trò nhá. Anh quản trò hãy đổi lấy kim cương và đến chợ mua các món gà quay, trái cây, sữa và bánh kem. Ok, gà quay, trái cây, sữa và bánh kem đúng không? Chúng ta sẽ lấy, ok, lấy kim cương này. Bây giờ chúng ta sẽ phải ra chợ mua gà quay, trái cây, sữa và bánh kem. Ở kia có một chiếc xe bị hỏng các bạn ơi. Xe bị hỏng thì làm sao mà chạy được ta? Mà sao Phong cận lại có xe xịn sò dữ ta? Khổ ghê á mọi người. Mình còn nghèo đói, mình không có xe mà khổ. Thế này đúng là biểu hiện của một người giàu, một người nghèo chơi game nó khác biệt thật. Vô cướp ngân hàng hả? Thấy vậy, à anh bọn trò nè. Ok, được rồi. Đổi thẻ lấy kim cương hãy đến chợ mua các món đồ. Gà quay, trái cây, sữa, bánh kem. Gà quay, trái cây, sữa, bánh kem. Ok, gà quay. Đây. Ok, trời ơi, đi bộ đúng mệt luôn á trời. Gà quay, trái cây, sữa, bánh kem. Ok, cái chợ đúng không? Chợ là nó ở đâu ta? Chợ là ui, phải chạy ngược lại. Trời ơi. Hello anh. Từ. Đây, bên trong này. Anh quản trò em phải làm gì đây? Đổi lấy thẻ kim cương và hãy đến chợ mua các món sau: gà quay, trái cây, sữa và bánh kem. À, mình sẽ lấy được 10 kim cương. Ôi ơi, chạy em kim cương. Trời, ok. Gà quay, từ làm lại nè. Gà quay, trái cây, sữa và bánh kem. Rồi, đi ra. Ôi, lụm được 10 kim cương luôn. Rồi, bây giờ mình phải đi tới chợ. Chợ là hình như nãy mình thấy bên này nè. Gọi tụi tao Racing Boy, Việt Nam Racing Boy. Thích mày gọi tụi tao Racing Boy, Việt Nam Racing Boy. Gọi cần hỏi để tao nói, we are Racing Boy. À
thấy chợ rồi. Hình như khu này là khu chợ nè. Ok. Ủa mà khoan, hồi nãy anh kêu mình mua gì mình quên rồi ta. Hình như là có trái cây đúng không? Hình như mình nhớ là có trái cây thì phải. Ok, mua trái cây nè. Tiếp theo nữa là gì ta? Coca đúng không? Ủa khoan, phải Coca không ta? Hình như là Coca đúng rồi, Coca. Gà quay, trái cây, sữa và bánh kem. À ok, là mình bấm vào đây để mình đổi hả? Hình như là Coca đúng rồi, Coca. Trái cây à, Coca nè. Rồi tiếp theo nữa là bánh kem. Ok, bánh kem. Ủa, đâu rồi, bánh kem rồi. Đây, bánh kem, mua bánh kem. Bánh kem rồi gì nữa nha. Hình như là gà quay. À đúng rồi, nhớ rồi. Gà quay. Trời ơi, mình quá xịn đó bạn ơi. Ok. Anh quản trò nè, từ bấm vô người anh quản trò coi. Mua đồ ăn xong hãy đi đến địa chỉ sau. X là 240, Z là 650. Ô. X240, Z650 đúng không? 240, 650. Ok. Để mình bật cái này lên coi, để mình xem nè. Vậy là mình sẽ đi thẳng về hướng này. Anh cameraman ơi, anh đi theo em nhanh lên, em không có đợi anh đâu nha anh. Trời, anh chậm chạp quá à. Ô, Simmy tới luôn rồi bạn ơi. Ok. Quẹo. Nhanh lên, cố lên. Mình phải đi đến đó sớm hơn. Trời ơi, đây chợ là khu đầu kia đúng rồi, cái khu mà mọi người thấy không? Đó, cái khu mà có cái màu đỏ, cái sọc á, đúng rồi, chợ đó. Đây, chợ. Đây rồi. Đâu rồi, anh quản trò ơi, đâu rồi? Mua các món là sao ta? Có mọi người mua gì vậy? Đây, hỏi anh quản trò. Ủa, quá trời người luôn nè. Đây, quản trò ngồi bơi nè. Mua đồ ăn xong hãy đi đến địa chỉ sau. Rồi mua đồ ăn hả? Mua đồ ăn, bao giờ mua đồ ăn hả? Đồ ăn. Đây, đồ ăn, 1, 2, 3. Mua hết luôn mọi người. X240, Z650. X240, từ từ mình sẽ ghi lại. Ủa, 240 hơi nhiều nha. Ủa, đây, 240, trời sai vậy. Trời ơi, ông dịch có xe. Ủa, ở bên này có mấy người bán đấy các bạn ơi. Gà quay, trái cây, sữa và bánh kem. Gà quay, sữa đâu, đây, hình như sữa đấy đúng không? Mew, ok, mua một sữa nè, ok, đã có một sữa. Ủa, từ từ, trời, mình dùng bớt cái sữa mình đâu rồi? À, đây, mày quá, thì tưởng có ai lụm mình ra, mình phải đi đấm nào đòi sữa anh em ạ. Ok, đây, gà quay, trái cây, à đây, trái cây đều, gà quay, trái cây, có bánh kem và gà quay, hai món đó. Ok, chúng ta thiếu hai món đó. Gà quay, trái cây, sữa và bánh kem ở đây không có nè. Gà quay, trái cây, hình như, à, Turkey, ok, Turkey là gà quên mất, trời ơi, mình ngu thế này. Gà quay, trái cây, sữa, được, chúng ta thiếu bánh kem, đây bánh kem, ok, chocolate, ok, đủ rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cả một cái địa điểm mới chú anh em. X240, Z650, và bây giờ vấn đề ở chỗ là mình chưa có xe anh em ạ, khổ quá. Ở kia có một cái xe. Mình thấy một cái xe, có một cái xe ở đường, trời ơi. Lum, lấy cái xe này chúng ta sẽ đi đến chỗ, đến đích nó sớm nhất anh em ơi. Ok anh em ơi, chúng ta đã có xe rồi. Từ, xe này làm sao để chạy đã anh em. Làm sao để xe này để chạy. À ok, chúng ta cướp được xe không cần rồi. Cướp được xe rồi. Sữa, trái cây, bánh kem. Sữa, trái cây, bánh kem mọi người. Mua xong, ăn xong hãy đi đến địa chỉ sau. X240, Z650, X240. Thôi đi đầu vòng là nghe hơi bẩn, nhưng nghe hơi chơi như chơi xấu vậy á. Nhưng mà mình không có biết nhìn thật mọi người. Trời, ai bạn nào biết chỉ cho Sim tọa độ nhìn sao được không? Tức là mình biết là cách y giác là ba cái gạch rồi, nhưng mà mình nhìn không có chính xác được á mọi người. Ôi dịch đi xe máy nè. Oh my god. Mình phải tìm ai bán gà quay, trái cây, bánh kem. Nè đây, mình có một ổ bánh kem nè, đó. Bánh kem rồi, mình tìm được bánh kem rồi. Tiếp nữa, gà quay đâu? Này không phải. Anh này không phải luôn. Chú ơi, gà quay là con này phải không chú? Rồi, gà quay nè. Gà quay, trái cây đâu? Từ, trái cây. Anh ơi, anh có bán trái cây không vậy? Sữa đây, rồi. Anh có bán trái cây không anh ơi? À, đây, trái cây đây rồi. Xong, vậy là mình đủ rồi đó. Bây giờ mình phải đến địa điểm là, địa chỉ là 240, 650. Rồi, bây giờ mình sẽ đi theo, coi chắc là mọi người đã đi trước mình rồi. Ok, rồi, 650 là hình như quẹo đây. À đây, thấy rồi. Yeah, ok, đúng đường rồi. Mình thấy anh quản trò kìa bạn ơi. 240, ok, 240 ở chỗ bạn này, Z650. Ok, chúng ta sẽ phải đi lên lối này em ơi, Z650, từ từ. Mình đang đến trước. Mình đang đến trước, 650, ok, mình đến đây anh em ơi. Đến đây. Ok, mình đến trước phòng cận luôn anh em. Ok. À, đây rồi, trời ơi, thì nó ở đây, má ơi. Nó là con đường này thôi hả? Cái gì đây? Hình như khúc này, à khúc này, mọi người đang bên kia kìa. Ồ, thấy rồi nghe. Mọi người đang làm gì vậy? Ok, bấm vô người anh quản trò nè. Hãy đưa đồ ăn cho đầu bếp để kiểm tra.
Nếu như đúng 4 món thì hãy vào trong, sai thì phải mua lại. À ok, để bấm cho xem coi. Là mình là đang có là coca nè, bánh kem, trái cây với là gà quay nè. Ok, để xem thử nha. Gà quay, yeah, gà quay đúng. Ok, gà quay đúng rồi nè. Trái cây đúng rồi nè. Ủa, sữa hả? Chết rồi, cái này là sữa chứ phải là coca mấy bạn ơi. Mình mua nhầm coca rồi. Trời ơi bạn ơi, mình cần có sữa mà mình mua nhầm coca. Trời ơi là trời, khổ ghê luôn á. Bây giờ phải quay lại chợ nè. Anh cameraman đi theo em anh. Ok. Trời ơi, tôi khổ quá mà. Không hiểu sao mà tôi lại mua nhầm được luôn á bạn ơi. Ok, thôi mình lái xe lại chợ vậy. Bây giờ hãy đưa đồ ăn cho đầu bếp để kiểm tra. Nếu đúng 4 món thì vào trong, sai thì mua lại. Ok. Ok, đúng 4 món, 1, 2, 3, 4 này. 1. Ok. 2. Ok. 3. Ok. 4. Ok, mình đã đủ 4 món này anh em ơi. Rồi. Ủa? À, gà rán. Trời ơi. Mình nhớ gà rán rồi. Ôi. Trời ơi. Rồi, trời ơi, bị chạy về mọi người ơi. Không biết sao có bị lạc không ta. Trời ơi, mình không có xe, mình không có lái xe được. Trời ơi, giờ phải đi ra chợ mọi người. À bên đây, thấy rồi. Qua bên đây, qua đây, mua đồ, nhanh lên. Tôi cần mua đồ. Anh bán nước anh này đúng không? Sữa đúng không? Ok, mua sữa. Rồi, đúng rồi. Phải mua sữa bạn ơi. Gà đâu ta? Cho con xin con gà quay đi. Đây. Rồi, đủ 4 món. Xong. Ê, anh Dịch, sao anh cho lấy chậm xe của em? Đi xuống. Dạ. Yeah. Rồi xong, Dịch lấy xe của mình các bạn ơi. Đừng tiện cho ông lấy xe của mình rồi, mình không lên được. Trả xe cho em Dịch ơi. Dạ, yeah. Trả xe đây. Trời ơi, ông lấy xe của mình mất tiêu rồi các bạn ơi, cay quá à. Ok, thôi mình đi bộ thôi, giờ biết sao. Không sao sao, mình đi bộ, không sao sao. Cố lên, ông lấy xe của mình. Đi về. Trời ơi là trời. Ok, đi thôi. Ok, hình như là đúng chỗ này nè. Mình thấy chỗ này quen lắm mấy bạn ơi. Hình như là đi xuống đây, sau đó là đi xuống dưới kia. Đúng rồi, bên dưới kia đúng. Ừ, đúng. Trời ơi, thấy chưa, cần gì xe các bạn ơi. Ui, ông Dịch đang sau lưng mình kìa bạn. Simmy cũng đang sau lưng mình luôn. Trời ơi, mấy người này chạy nhanh vậy. Trời, cái xe sao mình thấy không có ai chạy hết vậy. Trời ơi là trời. Ok, lại đây, bấm vô người anh quản trò. Ủa, sao cái xe không thấy ai chạy vậy. Ủa, cái xe hình như Dịch tàn hình trên xe luôn ấy gì vậy. Ok rồi, bấm vô người quản trò nè. Ok, 4 món đúng không, để mình xem coi. Đây, sữa rồi. Ok, đúng, yes, đúng. Ok, vậy là mình chọn đúng rồi bạn ơi, mình mua đúng rồi nha, đúng 4 món rồi nha. Ok, giờ kiểm tra đủ này, đủ món rồi nè. Đó, giờ làm gì đây, giờ ăn hết đồ ăn hả? Tại là có 2-3 đường. Oh my god, trời ăn chỗ này trông béo phì á mọi người. Chắc là sao qua đây rồi. Ok, rồi tiếp theo mình sẽ bấm vô người anh quản trò. Hãy ăn hết 20 phần cơm sườn, lấy lá cờ và đi theo đường màu đỏ. À ok, ăn hết 20 phần cơm sườn. Trời, ăn hết nguyên đống này, nguyên từ hệ dãy này qua kia luôn hả? Chị nhiều vậy? Ok, ăn thôi. 1 nè, 2, 3. Ok, mình đủ 4 món luôn nha mọi người. Ok rồi, bia vào bên trong. Rồi, chúng ta anh quản trò này, hãy ăn hết 20 phần cơm sườn, lấy cờ và đi theo sườn đỏ đúng không? Ăn hết 20 phần cơm sườn xong rồi lấy cờ và ăn hết đúng không? Ok, đi đường này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7, 8, 9. Ôi, ăn lòng thật, 10, trời ăn nhiều vậy. 3 đường ra mình đúng mất rồi kìa. Ok, nhắm. Trời ơi, đừng vậy chứ. Rồi đây anh quản trò ơi, trời ơi, ăn là nghề của em anh ơi. Hãy ăn hết 20 phần cơm sườn, lấy cờ và đi theo đường màu đỏ. Ôi, cơm sườn, từ cơm sườn. À, cái này giống nhau. Nghề của mình mấy bạn ơi. Được ăn mấy bạn ơi, có lộc ăn rồi, lộc ăn đến rồi, mình vui quá. Cố lên, còn mấy phần cuối cùng. Ui, hình như là ông Dịch, ông tàn hình luôn rồi các bạn ơi. Ông Dịch, ông tàn hình luôn rồi. Ok, ăn nè, rồi hết 20 phần. Ok, lấy lá cờ. Lá cờ màu xanh của mình. Chết. Ôi chết, mình lỡ đập lá cờ luôn rồi. Ôi đồ, lá cờ của tôi đâu, tôi đập lá cờ rồi các bạn ơi. Chết tôi luôn rồi. Ở đây, lá cờ đây. Ok, lấy. Rồi, cái lá cờ hình thật ra nó là cái cây dù nha các bạn nha. Ok, lá cờ màu xanh của mình. Chạy nhanh lên, cameraman ơi, chạy chậm quá vậy, nhanh lên. Em phải giành chiến thắng. Tìm được rồi. Ui, về nhà. Từ, mờ lên. Mờ về nhà đâu? 19, 20, ok, mình ăn hết 20 phần cơm sườn rồi, ok. Xong rồi, bây giờ làm sao để lấy cái này ta? Ủa, đến đây này. Ủa, đến đây ta, bây giờ làm sao mình lấy cái này?
À lấy cái cờ, lấy cái cờ. Ok, lấy cái ô, lấy cái ô. Chạy 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 chạy. Mình lấy luôn, mình lấy cái ô đấy em ơi. Chạy chạy chạy, lục được cái ô, lục được cái ô. Đi theo mũi tên màu đỏ đúng không? Ok, chúng ta sẽ đi sang bên này. Ok, mình đang dẫn đầu, mình đang dẫn đầu em ơi. Mình dẫn đầu. Không có đi bộ nữa chứ. Rồi ok, đi thẳng tiếp mọi người ạ. Ok ok. Rồi tiếp theo là cái gì đây? Cái gì đây? Tôi chắc chắn tôi không thể thua cái trận đấu này được mọi người. Không thể thua được. Ok. Rồi. Lần đầu tiên gọi là quay video chơi trò chơi sờ quýt kem mà mình được ăn rất là nhiều luôn. Ăn cái này là không ốm luôn. Rồi. Ủa cái cờ màu hồng tôi đâu? Ai lụm cái cờ màu hồng đó rồi? Vậy thôi tôi sẽ lụm cờ của Camui. Cố lên, cố lên, tại sao mình lại lụm cái ô màu hồng nhỉ? Kỳ lạ thế đấy. Ok anh em, không sao, chắc là mình đi lộn màu, nhưng mà mình lấy cái ô màu hồng được rồi. Tí nữa thì thế vậy là bà me bà ấy sẽ không lấy được cái ô của bà ấy đâu. Bởi vì mình đã lụm cái ô màu hồng rồi em ơi. Lụm cái cờ này đó, rồi bây giờ lụm cái cờ đi theo cái đường màu đỏ. Đi theo cái đường màu đỏ, lại lên, lại lên, lại lên. Ôi lạ trời. À, quẹo qua đây, quẹo qua đây. Ê. Ủa sao giống như nó dắt mình đi vòng vòng vậy ta? Cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên. Ít ra thì mình cũng phải được hạng nhì hoặc là hạng ba. Mình không thể nào để cho mình là hạng chót được ở thứ này đúng không? Nếu như mà mình hạng chót á thì mình sẽ bị loại ngay tập 1 luôn bạn ơi. Mình không muốn như vậy đâu. Ok, rồi mình sẽ đi theo hướng này nè. Đáng lẽ là nếu như mình có cái xe thì mình sẽ đi nhanh hơn các bạn ạ. Nhưng mà do hồi nãy ông Dịch ông đã trộm cái xe của mình rồi cho nên mình không có xe để mình đi. Ok, đi về hướng này. Rồi sau đó là đi thẳng xuống dưới đây. À đây đây có dấu mũi tên nè. May quá nó có dấu mũi tên nó chỉ đường cho mình. Bà đây, có hướng chị mọi người ơi, có hướng chị. Về nhà. Về nhà tôi. Ôi, đừng tắt vậy nè, đây có mấy cái dấu mũi tên chỉ nè, tắt luôn. Thì tới cái dù rồi. Tất Mimi là người cuối cùng em ơi, cuối cùng Mimi là người tìm đầu tiên mọi người, khôn ha. Ok. Hôm sau cả mình đang hơi dắt lại một tí nhưng mà mình vẫn ổn đúng không ạ? Đúng không anh Hanh Cameraman? Miễn là mình thắng đúng luôn là được. Ok. Chúng ta đang đi rất là đúng đường, từ từ. Có khi nào thì nó phong cận đổ lụng cái xe nó chạy trước mình ra. Nhưng mà do hồi nãy ông Dịch ông đã trộm cái xe của mình rồi cho nên mình không có xe để mình đi. Ok, hôm sau chúng ta đi theo đường màu đỏ. Ok, rồi cố lên, cố lên, cố lên. Ủa sao xa dữ vậy ta? Ủa cái này thì thi chạy marathon hay là thi chơi squid game ấy? Ôi giời ơi. Giờ mình thấy có rất là nhiều mũi tên mọi người ạ. Đó, mũi tên ngang phải trái chừ có trơn á. Đó. Chúng ta sẽ tiếp tục. Ồ, vậy là mọi người chắc đi vượt xa mình lắm luôn á mọi người. Trời ơi. Cảm giác đi sau cùng, cảm giác cô đơn quá trời. À, mình thấy có mũi tên ở trên đường kìa. Ồ, mình thấy có mũi tên trên đường nha. Rồi, ok, hiểu luôn. Wow, ai lại có thể gọi là suy luận ra được tài tình như vậy nha. Chỉ có thể là mình thôi. Mình thiệt là thông minh mà. Trời ơi, tôi chạy từ nãy giờ tôi mệt lắm luôn rồi các bạn. Cái kiểu này giống y hệt như là chạy marathon luôn các bạn. Từ nãy giờ là mình chạy. Ôi me chen chen, me chen leo lâu leo leo qua hàng rào bạn ơi. Me chen chen, trời trời, chơi cái gì kỳ vậy ta? Chơi ta chạy đúng đường, còn này bả leo qua hàng rào luôn bạn ơi. Hình như là Sammy ở phía sau mình, vậy trước mình là Phong với Vịt thôi. Vậy là mình đang dẫn đầu mọi người ạ. À, mình không dẫn đầu nên mình dẫn thứ ba nha. Ok, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Chúng ta đang về đích ngày đó sẽ không xa xôi. Và Mr. Vịt sẽ là người chiến thắng. Đường đến nhưng ngày vinh quang không còn xa. Dù dấu đỏ rất xa. Ok, ok, anh em tôi gần đến nơi rồi anh em. Cái mũi tên nó cứ chỉ liên tục mà mình không biết mình có về được nhà không? Ờ gần rồi nè. Thôi kệ đi, cũng đâu có cái gì ta, đâu có nội quy nào cấm là không được leo rào đâu. Thôi mình bắt trước me mình leo rào luôn bạn ơi. Ok, leo qua đây. Ok. Ui kìa, mình thấy anh quản trò rồi. Chạy là chỗ quản trò là được đúng không? Ok, chạy lại anh, cố lên, cố lên. Ủa me đâu ạ? À? Me đi đâu vậy? Me đâu vậy? Ok, bấm vô người quản trò nè. Dùng kiếm phá tơ nhện và sau đó đi đến đích cắm cờ. Ok, dùng cái kiếm đúng không? Phá tơ nhện. Đập đập đập. Ok, rồi mình cái này là mình phải phá tơ nhện nha các bạn nha. Mình cái này mình phải phá tơ nhện để mình đi qua các bạn ơi. Cố lên, hình như là Dịch đã vượt qua mình hay sao các bạn ạ. Mình phải lấy đây. Rồi. Làm cái đường của mình. Nhanh. Ui, tôi đã mở cũng tới nơi rồi nè. Anh quản trò hãy dùng kiếm phá tơ nhện và đến đích cắm cờ. Ok, chúng ta sẽ phải dùng kiếm phá tơ nhện và đến đích cắm cờ đúng không? Ui ôi, nó xa vãi chuối anh em ơi. Nó xa vãi chuối, chém hết từng này chắc là tôi mẻ kiếm anh em ơi. Ok ok, thôi sao chúng ta đang đúng theo quy trình anh em ạ. Chúng ta vẫn đúng theo quy trình và chúng ta đang tiến đến cả vạch đích rồi. Cố gắng lên, cố gắng lên. Ủa bên kia là ai vậy ta? Mình thấy có người đào. Ôi Sammy, trời ơi Sammy đào ở bên cạnh mình các bạn ơi. Không được, mình không thể nào để Sammy vượt của mình được. Trời ơi, kiểu này là không được rồi. Mình phải cố gắng qua. Không được. Đúng quá à. Làm ơn, tôi thấy Phong đào nhanh quá à. No way.
Em nhớ bài toán của thỏ và rùa không? Ngày xưa đấy, thỏ sẵn sàng chiến thắng rùa nhưng mà chỉ vì là gọi là ngông nghênh, hiểu không? Chủ quan, thế là nằm ngủ thêm một giấc. Đấy, thế đã thôi, rùa nó vượt lên như thế thì chết. Mình phải cố gắng. Ok. Mình đang gần về đích rồi, mình đang thấy đích ở trước mặt anh em ơi. Chúng ta đang thấy đích ở trước mặt. Chúng ta sẽ là người giành giải nhất. Ok. Phải làm gì đây? Được dùng kiếm phá tơ nhện giờ đi đến đích. Kiếm đâu? Ủa mình đâu cần dùng kiếm đâu mọi người. Ủa rồi. Phong cận. Ok, mình không biết là Phong cận đang làm trò gì nhưng mà mình đang gọi là tiến đến với đích. Chúng ta sẽ cắm cờ ở đây, vị trí đầu tiên top 1 của Mr. Bean. Chiến thắng. Yeah. Ôi mẹ đứng top 2 à? Ôi mẹ cầm cờ cá mui kìa mọi người. Ok, trời ơi, người đẹp trai nhất hôm nay Mr. Bean đã giành được chiến thắng anh em ơi. Ui. Chỉ cần gọi là semi giải cuối cùng mà coi như chúng ta thắng rồi. Ok, nói đặt, hỏi chạy qua. Hơi. Màng rồi. Nhẹ, tôi nhẹ, no. Anh cameraman thay đổi cho em nè. Ok, cố lên, xong mình sau lưng mình. Ây, dạ. Thấy cắm cờ nè, yeah. Sao vậy luôn á hả? Trời đất ơi, em này mới đi. Oh my god, rồi sao? Vượt qua rồi. Ơi, khoan từ, hình như meme chen gian, để từ. Alo, meme ơi, đề nghị bạn quay trở lại đập tơ nhện. Bạn đã chơi phạm luật rồi nha, bạn vượt qua tơ nhện của người khác nha. Người ta đập tơ nhện sắp mắc rồi, bạn chơi gì kỳ bạn. Quay lại nhanh lên, thì Simmy quay lại là Simmy thắng bạn bây giờ. Meme không đập tơ nhện anh. Ơi nè nha. Nè nha, người ta để anh quản trò nói rõ ràng là phá tơ nhện rồi đi đến đất nha. Đập cái cục đó của bạn ra ngay. Ngay, nhanh lên. Ủa gì vậy? Meme không phá tơ nhện, meme chơi ăn gian, meme chơi phạm lực. Ok, để dịch lên top 1 nè. Vậy là dịch top 1 rồi đó. Ủa vậy tôi sao? Sammy là top 3. Ok. Rồi, okay. Sammy top 3. Trời ơi, thấy không? Trời mà ăn gian là nhận cái kết đắng đó mọi người. Hoặc là nó ăn ra là mình thấy nó đến mình, rõ ràng mình đi đầu, mình quay lại mình thấy nó đứng ngay sau lưng mình, mà lúc mình quay lại cả một cái chặng đường dọc mình đâu thấy đứa nào đâu. Anh biết meme chơi kiểu nào đúng không anh? Meme chơi meme leo hàng rào quá nè. Trời ơi. Trời ơi, nó chơi. Simmy bây giờ mới tới nè. Ủa Simmy làm gì vậy? Simmy hình như Simmy chưa phá tơ nhện. Trời ơi. Sao hôm nay tôi đang tới cắm cờ, Sim tới nói nhỏ tôi nè. Ủa Sam ơi, chị đang ở đâu vậy? Em đang trộn quầy thức ăn nè. Trời ơi. Trời. Người ta lúc okay. Cắm cờ rồi. Đây, tôi quăng cái lá cờ cho meme nè, để tới meme quay lại cắm. Cười quá. Sim, tôi vừa đang đập tơ nhện chứ tôi thấy Sim nhông đi lên. Sim đi lên tiếp kìa. Ok, dịch top 1, Phong top 2, Sam top 3. Mũi tên vẫn vậy mà. Phong bạn luôn là bởi vì mình giật mất cái xe. anh giật xe của mình, anh chạy bạn ơi. Ủa Sim, cờ đâu? Ủa cờ đâu? Ủa lấy đâu vậy? Trời ơi. Lá cờ người ta để ở đằng sau á, ở chỗ hồi nãy ăn mấy dĩa cơm sườn, nó có mấy cái lá cờ cắm dưới đất các bạn không lấy hả? Không, tôi đi thẳng luôn. Trời ơi. Là trời, sao mà không biết đâu. Trời ơi. Rồi xong luôn. Rồi xong luôn, rồi xong luôn. Nãy mà tôi ảo tưởng tôi là người đứng đầu chứ, thật là ảo tưởng. Ok. Và như vậy em đã thấy thì theo như kết quả Simmy còn chưa lấy lá cờ của Simmy về nữa. Thì đây chính là lá cờ tôi lấy nè. Rồi ok. Vậy là bây giờ là đã có là chúng ta đã thấy được là Mr. Dịch top 1, Phong Cận top 2, Sammy top 3, Meme là top 4 và cuối cùng Simmy chính không là top. Simmy còn quên lấy lá cờ luôn. Có nghĩa là Simmy là người đã bị loại trong màn 1 này. Xin chia buồn cùng Simmy. Simmy thiệt phụ Sim. Tôi thấy Sim đi lên lấy chợ, Sim đập tơ nhện gì nhanh vậy. Sao ai ngờ đó, tôi thấy Sim đi băng y chang tôi luôn. Ôi buồn biết sao. Chạy là đi bằng Phong với chị Đà Vịt rồi. Xong đi thiếu võ xong rồi chạy bộ tới chợ nữa. Trời ơi trời. Ôi trời ơi. Thời lối bạn hồi nãy đúng quế luôn á. Mình dựng cái xe đó mình vô mua đồ. Mình ra thấy ông Vịt leo xe mình chạy. Cây dễ sợ thôi. Ok. Vậy là anh em cũng đã biết kết quả trong trận đấu lần này. Người thua cuộc đó chính là mèo Simmy. Vâng, và mèo Simmy đã phải gọi là tạm biệt chúng ta ở trong tập 1 lần này. Xin chia buồn của mèo Simmy. Hy vọng rằng là mèo Simmy. Hy vọng rằng là thôi không sao. Thôi không sao cả bạn ạ. Hy vọng rằng là trong mùa 2 của chúng ta thì chúng ta vẫn sẽ gọi là gặp được mèo Simmy trong mùa 2 nha. Ok, không sao.
chúng ta cùng nhau tạm thời là gọi là tạm biệt Simmy trong mùa 1 và hẹn gặp lại Simmy ở mùa 2. Và mấy bạn thấy gọi là trận đấu vừa rồi như thế nào, có gây cấn hay không thì bạn hãy nhớ bình luận lại xuống bên dưới cho mình biết nha. Và nếu như anh em muốn mình làm tiếp tục tập 2 thì bạn hãy nhớ bình luận lại cho mình biết luôn và để lại video này được khoảng 10.000 like nha bạn nha, thì mình sẽ làm tập 2 nha bạn. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy vào bên kênh YouTube của mẹ Simmy, Mr. Dịch, Mimi, Sammy và tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt. Bye. Bye.